Dạ xin chào các bạn ạ, chào các bạn ạ. Và hôm nay mình tiếp tục kể một số câu chuyện cười để mọi người cùng nghe. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật là hạnh phúc và vui vẻ. Mình sẽ đến với câu chuyện đầu tiên là Cậu con trai hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thịt người có ngon không ạ?" À? "Không ai lại ăn thịt người bao giờ hả con? Thịt người tanh lắm, kinh lắm. Ăn thịt người là dã man lắm đấy con ạ." À? cậu con trai ngơ ngác thành mình. Ơ nhưng mà thế là tại sao sáng nay khi thấy một cô gái mặc váy ngắn đến tận biện đi qua cửa, bố lại bảo là trông ngon thế chi lì. <laughs> cậu bé nói với bạn của bố. Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn sóc song phôn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ thế cháu thổi kèn hay quá hay sao mà lại có tiền dạ không ạ chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 100 trăm nghìn để cháu đừng có thổi kèn nữa điếc hết cả đầu <laughs> trong một phòng karaoke mọi người đang hát thì mất điện có người lên tiếng mẹ kia chứ đáng ngon thì mất điện <laughs> Một lúc sau điện lại sáng trở lại Thì vẫn người ấy lên tiếng Khốn nạn Đáng ngon thì lại có điện chứ lì <laughs> Thì có một cô sồn sồn trung tuổi Sống ở trên bản Chồng cô mất sớm Cô ở vậy nuôi con Và cô thì rất chịu khó làm ăn Bao nhiêu đám có ý hỏi Nhưng cô không muốn lấy chồng Cô tập trung chăn nuôi trâu bò, gà, vịt, ngan, ngỗng rất là béo tốt. Còn riêng nuôi lợn thì con nào con ấy là cũng còi cọc. Thấy cái đàn lợn đã 11 con ăn nhiều như thuồng loảng, thế mà không lớn được. Cô mới chọn ra bốn con còi cọc nhất, bán đi cho nó rộng chuồng. Sáng hôm đó thì là thân gái một mình xách bốn con lợn đi xuống núi bán lấy tiền để đong gạo khi đi qua thác nước cô lỡ chân làm bốn con lợn rơi ra khỏi giọ cô dồn bắt mãi mà không được mệt quá không bắt được cô mới ngồi nghỉ thì tại đây có một ông lão cũng sồn sồn trung tuổi mà lại không lấy vợ ở một mình tên là trần như nhậu ông nổi tiếng là bơi giỏi lặn cũng giỏi hàng ngày thì từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối Ông không mặc quần áo gì cả, mà bơi lội theo dòng thác, rồi lại bơi quay lại, và mặc quần áo rồi đi về nhà. Cả làng biết ông như vậy, nên ít người ra suối. Bữa đó thì là đang bơi nổi trên mặt nước, ông nhìn thấy bà này đang ngồi để bắt lợn. Trông cũng nhìn ngon ngon, ông mới bảo là Ở thế cô đi đâu mà làm một mình như vậy? Dạ là thì tôi đang bị sổng mất bốn con lợn anh ạ. À. Bây giờ tôi thân gái một mình, chân yếu tay mềm không bắt được, thế thì là là ông giúp tôi với. Rồi ông già từ từ vơ tạm chiếc lá khoai rồi đậy vào cái chỗ ấy để đi lên bờ giúp bà. Vì thương người phụ nữ một mình nơi rừng sâu nước độc, chật vật với bốn con lợn, từ sáng đến chiều nên ông một tay giữ lá khoai Còn một tay thì giúp bà Bà này thì là cũng vì lâu ngày không có hơi đàn ông Cũng thèm lắm rồi Mà lại có mỗi hai người ở đây Mới nói là ấy trời ơi Dạ là là em cảm ơn ông lắm Mới thì chỉ ông phúc đức quá đi à <laughs> Em nhìn ông vất vả quá Mà lại vừa phải bắt lợn Vừa phải giữ cái lá khoai Rõ là khổ Thôi để em giữ cái lá khoai cho Ông dùng hai tay bắt lợn cho em là được Khi ông già nhảy vào con lợn Thì hai tay bà cũng cầm chắc lấy cái của quý của ông Mần mê một lúc Nó ngóc đầu dậy To bằng cổ tay Bà mới bảo Ôi chào ôi là chào ơi giá như là cái con lợn của tôi nó cũng lớn nhanh như là là cái của ông ấy, thì thì tôi để nuôi chứ là tôi bán làm cái gì có hai anh đại nịnh thần ngồi hầu chuyện cụ lớn bất thần thì cụ đánh một cái trung tiện ít ít một anh giả vờ lắng nghe rồi nói <laughs> ôi nghe như tiếng đàn tiếng sáo vi vu à một anh hếch mũi lên người rồi nói dạ phẳng phất như hương ngọc lan hoa nhài hoa huệ à cụ lớn có ý buồn rồi bảo ta nghe nói trung tiện là uế khí nó ra ngoài mùi nó phải thối mới phải chứ nó thơm à, thì ta e rồi không thọ được bao lâu nữa một anh nghe nói vậy thì vội đưa tay lên hát hơi hít đi hít lại rồi bẩm à, à, dạ bẩm là bây giờ đã có mùi thối rồi à <laughs> anh kia cũng vờ vịt luôn hai ba cái rồi nói tiếp à, dạ bẩm quan bây giờ thì thối quá thối thật thối kinh khủng à <laughs> ở một bệnh viện nọ có một đứa trẻ mới sinh ra nó là thần đồng vì biết nói chuyện mọi người xúm xung quanh giường của hai má con bác sĩ hỏi đứa bé ê thế cháu có biết bác là ai không đứa bé trả lời dạ là cháu biết ạ cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc má con cháu cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời vanh vách làm ai cũng thích thú đến lượt cha đứa bé hỏi cục cưng có biết ta là ai không? đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rồi hỏi thế ông có đau không? ước ờ, bố không? đứa bé ấn mạnh dần mạnh dần đến khi ông bố là to à, ai ai đau quá con. đứa bé lúc này mới nói tôi là tôi chỉ ấn thế này thôi mà ông đã kêu đau oái oái rồi thế lúc trước tôi còn ở trong bụng má tôi ấy đêm nào ông cũng đâm rồi cũng thọc cũng ấn thì 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 làm sao mà tôi chịu được thằng con này mới giỏi <laughs> cô vợ nói với anh chồng tất cả mình nè ngày nào anh cũng chỉ bóp ở trên thôi thế em buồn cười thật đấy em nhìn lại đi tối hôm qua anh chẳng bóp ở dưới suốt thì còn gì <laughs> nhưng mà thế sao bây giờ ở trên nó xẹp lép còn ở dưới nó phòng to thế này em nói nhiều quá thôi bà già của vợ đi ngang qua thì mới bảo hai cái đứa này có mỗi đánh răng thôi mà cũng nhức hết cả đầu lại nói về hứa chử hứa chử là một dũng tướng của nước ngụy chử có khả năng lấy đầu tướng giặc trong trăm vạn quân dễ như đếm sao trên trời chử được quân ngụy tôn xưng danh hiệu cao quý là chân tay thay đầu óc nhưng không chỉ vì vậy ngoài giờ hành chính thì chử vẫn tối tối cắt đít đến trường học thêm để nâng cao trình độ giờ đây ngoài thú vui chém giết chử còn thích đem kiến thức học trên mạng và quán nét ra lòe đồng nghiệp. Chữ hỏi Trương Liêu. Ê mày, mày có biết Tần Thủy Hoàng là ai không? Trương Liêu. Ê, ê, thế nó là thằng nào? Chữ. Đúng là cái đồ đần độn. Nếu mày chịu khó đi học như tao thì biết nó là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. <laughs> thế còn Điển Vi? Thế mày biết tôn tử là ai không? Điển Vi. Ơ thế có phải là cái thằng bán kết quả vé số không mày hứa chữ đúng là cái đồ vô học tác giả của harry potter mà dám nói là cái thằng bán vé số chúng mày không chịu đi học thì sẽ thiếu y ốt suốt đời thôi con ạ à. điển vi và trương liêu ừ thì bọn tao không biết tần thủy hoàng và tôn tử nhưng mày có biết thì là cái thằng cả ngố là ai không hứa chữ hả thế là nghe tên lạ quá nhỉ nó là cái thằng nào điển vi và trương liêu <laughs> nó là cái thằng vẫn đến với vợ mày trong lúc mà mày đi học buổi tối đó cái thằng ngu một đôi uyên ương nọ quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn khi đến trước quầy lễ tân thì anh chồng hồ hởi nói Chúng tôi đến nhận phòng, tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35 Vâng, đây là chìa khóa phòng Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ mới cưới Dạ, chúc anh chị một đêm hạnh phúc Anh chồng chưa kịp đợi đến hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất là sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Nhưng thang máy đông người chờ quá, anh chồng trẻ bế vợ chạy cầu thang bộ. Khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ chợt nói: "Anh anh yêu này, em có điều cần nói với anh." "Kìa em, đừng nói gì hết, hãy hôn anh đi." <laughs> anh chồng vẫn bế cô vợ tiếp tục cất bước đi từng tầng. Khi lên đến tầng 25, Cô vợ lại nói Anh anh yêu ơi em phải nói điều này với anh thôi Đừng thế mà em Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa Chỉ cần em hãy ôm anh thôi <laughs> Chú rể thì vừa nói vừa ghi chặt cô dâu vào vòng tay khao khát Cuối cùng dù bước chân của anh chồng đã trao đảo Thì cũng lên đến tầng 3 năm Hai người tới trước cửa phòng Anh chồng thều thào À, em yêu à, Hãy đưa chìa khóa phòng cho anh nào Dạ Thì đó chính là điều hồi nãy Em muốn nói với anh đấy Lúc ở dưới quẩy lễ tân Anh bế em nhanh quá Nên em chưa kịp Cầm chìa khóa phòng Bữa mộm. Vị bếp trưởng tâm sự với các đầu bếp khác. Mỗi năm, một tiệm ăn chỉ được phép tối đa hai vụ ngộ độc thức ăn. Từ đầu năm, chúng ta mới chỉ xảy ra có một vụ, mà hôm nay là ngày cuối năm rồi. Thế nên, hôm nay, cho các cậu cứ làm việc thoải mái luôn. Bếp trưởng đều. Một triệu phú trẻ nói với cô gái xinh đẹp, mà anh ta đang chết mê chết mệt thế em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh dạ được thôi ạ à. thế anh muốn suốt đời của chúng mình làm như vậy được không em dạ em không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế để tiêu hết tiền của anh đâu <laughs> khách ngồi vào ghế thợ cắt tóc đến bên và hỏi ông muốn cắt kiểu gì vậy ạ à? ừ trái cao phải thấp giữa bằng đỉnh đầu thì lởm chởm đặc biệt là cắt sắt ra đầu vài chỗ như những đồng xu ấy lôm nha lôm nhôm ra ý <laughs> dạ thưa ông là tôi không thể cắt như ông tả được đâu ạ à. sao lại tại sao không thế lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy mà Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ. Tay cầm chiếc can không, rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nho nhỏ. Mệt lử lờ lờ đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi Ơ à thế có ai ở trong đó không? Một tiếng đứa trẻ đáp Dạ có cháu hạ Thế bố cháu có trong đó không? dạ là không ạ à. bố cháu vừa đi rồi ờ ừ, thế thế mẹ cháu dạ ban nãy mẹ cháu ở đây nhưng mẹ cháu đi rồi ạ à. khi bố cháu vào ông khách du lịch thì kiệt sức bắt đầu nổi cáu thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à dạ thì có chứ ạ à, thưa ông nhưng không phải ở đây đây là nhà xí mà Nhầm. Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo: "Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy cây thẳng cả điếc." "Cả điếc ư? Ừ, nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà." Bà vợ thốt lên. Ông chồng thì thào và nói: "Ờ ờ ừ, anh biết chứ. Chính bởi vì vậy nên giờ anh muốn hắn ta sẽ phải <laughs> sống trong đau khổ <laughs> anh kia là học trò chữ nghĩa văn vật mà nghèo phải đi vay tạm của một ông nhà giàu kia ít chục quan tiền tới kỳ hạn không có để trả nên bị bắt tới ở xó nhà lão nhà giàu bữa ấy thì có ông nhà giàu khác quen tới thăm ông chủ nhà giàu ấy ngồi nói chuyện với nhau. Ông ta nói, đây anh là giàu có tiếng rồi mà anh có vật chi quý không biết. Chớ tôi, tôi có một vật thật là quý. Ô thế vật gì vậy? Anh nói tôi nghe thử xem nào. Thì tôi có một con gà nó thường gáy là giàu có kho, khò có dâu. Ông kia nghe vậy thì nói, hí hí giàu hú, giàu hú chú học trò bị bắt nợ nghe gai lỗ tai chạy vô xem rằng dạ là thưa với hai ông tôi nghèo thì nghèo thật đấy nhưng tôi cũng có một cái cối đạp quý lắm mà hả quý là quý làm sao mà quý nói ta nghe xem nào dạ là quý là hễ mà khi ra gạo nhất là mà khi ra lia thì nó kêu ngộ lắm mà ơ thế hay thế nhỉ thế nó kêu thế nào dạ nó kêu là lão xược láo xược láo quá ạ à. trong giờ học cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu để mở đầu cô giáo hỏi học sinh cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè mọi cánh tay đều giơ lên trong đó có vô va là dư cao nhất chưa đợi cô mời cu cậu đã đứng thắt lên và trả lời Dạ thưa cô là con chim ạ. À. Không đúng ý cô, cô hơi bực. Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác, đó là con cò. Thế vậy các em cho cô biết con gì sống ở trong rừng có lông lá đầy mình. Lại là vô va. Dạ thưa cô, đó là con khỉ ạ. À. Lần này thì cô giáo bực mình thiệt rồi. Em ghi vậy, nhưng cô thì nghĩ là con gấu. Các em còn muốn hỏi gì nữa không? Lại là cu vô va. <laughs> dạ thưa cô vậy em đố cô chứ cái gì dài dài khoảng 10 phân thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất là thích à <laughs> cô giáo nghe xong đỏ cả mặt lên liền mắng bộ và đố vậy nào cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ à? Dạ thưa cô cô nghĩ như thế cũng đúng nhưng theo em thì đó là <laughs> cây son môi hả à? <laughs> Cô xin nói với bà chủ Nếu bà không tin tôi thì thôi Bà hãy để tôi về Nhưng tôi rất là tin cô Tôi còn giao cả chìa khóa Đựng hòm đồ trang sức Và tiền bạc của tôi cho cô giữ mà Dạ nhưng mà vâng thưa bà là Nhưng mà cái chìa khóa ấy Không thể mở được hòm mà Đại sứ của một nước châu Phi đến thăm Moscow, được một chính khách người Nga chiêu đãi. Sau bữa tiệc thì người ta giới thiệu một trò chơi để thể hiện lòng dũng cảm. Khẩu súng du lơ 6 viên được nạp đạn một viên và đưa cho ngài đại sứ. Ông này xoay mạnh du rồi đưa súng vào mang tai bóp cò. Thật may, viên đạn không lên nòng. Năm sau, vị người Nga sang thăm nước châu Phi nọ. Sau tiệc chiều đãi thì ông đại sứ khoe với khách trò chơi Du lơ châu Phi. Đó là sáu cô gái 16 tuổi, giống nhau như đúc, xinh như mộng, ngồi trên một cái đu quay. Chủ nhà thì giới thiệu luật chơi như sau: là sau một cú xoay mạnh, một trong sáu cô sẽ dừng lại trước mặt ông và cô ta sẽ sống chung với ông trong suốt thời gian ở đây, không được từ chối. Ồ, lơ châu Phi thật là ngọt ngào, thế tôi muốn trúng cả sáu viên đạn. Châu Phi trả lời Hè, một trong sáu cô kia luôn thèm ăn thịt người Thôi, chúc ngài may mắn nhé <laughs> Một du khách của anh đến bán đảo Ban Căng Ông thấy trên bến cảng một ngư dân địa phương Đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời Và được biết anh tên là Chớt Thuộc kiểu người Tây Cú Đơ lại còn hay cãi cùn muốn thử ông hỏi thế tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai anh chớt trả lời nhưng mà để làm gì thì với số tiền có được từ con thuyền thứ hai anh sẽ mua chiếc thứ ba thứ tư thứ năm rồi thứ sáu rồi anh sẽ có cả đoàn thuyền ờ rồi sao nữa ừ thì với số tiền có được từ cái đoàn thuyền đó anh có thể nghỉ ngơi vẻ mặt tỉnh bơ chớt nói Ơ ờ, thế thì vậy ông xem tôi đang làm cái gì đây. <laughs> du khách đần mặt không nói được câu nào. <laughs> có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi là không có cái quần để mặc. Nhà bên lại có cô gái rất là xinh đẹp, ngày ngày để ý anh ta. Một hôm thì cô nàng quyết định qua nhà để làm quen vì không có quần để mặc nên anh ta không dám tiếp. Nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng thì anh đồng ý, nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện với cô gái. Cô gái thấy lạ biển hỏi, anh làm cái gì ở trong đó vậy? Anh chàng ấp úng. Ờ, à, thì anh, anh, anh ấp trứng. Cô gái, ừ, trứng gì vậy anh? Chàng trai, thì trứng voi. Cô gái nghe nói thấy trứng voi liền muốn xem cho biết. Cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi. Vừa mở lời xin thì cô ta đã thò tay ngay vào trong cái lu Nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái dèo lên. Ây, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi. Em sở thấy cái vòi bằng cổ tay đây này. <laughs> có hai phóng viên thuê chung một phòng đôi ở tầng 999 của khách sạn. Mới lĩnh nhuận bút, họ rủ nhau xuống quầy ba ở tầng hầm làm vài ly whisky. Thật không may là khi hai người đang trở lên phòng thì lại bị mất điện. Thang máy không sử dụng được, đành phải leo cầu thang bộ. Thì họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc đau khổ nhất trên thế gian để rút ngắn quãng đường lên đến tầng thứ 998, một người phều phào. À, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mới tính, còn đau khổ hơn nhiều so với tất cả các câu chuyện mà chúng mình vừa biết. À, đã mệt hết hơi rồi, còn còn rào đón cái gì nữa? Không, tớ quên chìa khóa phòng ở dưới quầy ba rồi. Lần nọ, vô va nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức có thể ví như cái quần. Không mặc áo thì trần như nhộng cũng được nhưng mà không mặc quần thì thì khó coi ghê lắm <laughs> cô bà và... có hai anh chàng thổ dân cùng nhau đi săn khi vào khu rừng sâu nọ họ gặp một con sư tử cả hai hoảng hồn một anh chàng lôi trong túi ra đôi giày thể thao và luống cuống mang vào chân trong khi chúa sơn lâm thì lùi lũi tiến về phía họ anh chàng kia thấy thế lắp bắp cậu cậu làm vậy cũng có có đâu chạy nhanh hơn được con hổ <laughs> nhưng tớ sẽ chạy nhanh hơn cậu mà <laughs> <Đậu bé. cười> nhìn cô gái cười tuè tuét khoe hàm răng trắng mướt bượt mượt để quảng cáo cho thuốc đánh răng thì một anh chàng khen ai chả hàm răng trắng thật là tuyệt vời ờ, răng của mình đấy cậu ạ à ừm sao cậu biết thì chính mình vừa trồng răng cho cô ta mà một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí ông quan thấy anh ta lanh lợi nói năng hoạt bát mới hỏi thế trước kia anh có học hành hay chữ nghĩa gì không anh ta trả lời dạ bẩm là có ạ à. Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quý của mình đang đứng ăn ở góc sân và bảo Thế anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem hay thì ta sẽ thưởng cho Anh thợ mộc ứng khẩu đọc ngay Dạ, bạch mã màu như tuyết, tứ túc cường như thiết, tướng công kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi Quan nghe gật gù thấy hay rồi thưởng cho một thúng thóc và một quan tiền Anh thợ ra về gánh bên thúng thóc bên đồ lẻ, thấy bên nặng bên nhẹ liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh." Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân. Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Thì có một anh hàng xóm rút đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, thì anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan để xin việc. Thì quan cũng hỏi như lần trước, và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thấy bà cụ quét sân, liền bảo anh ta làm bài thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi một bài thơ là vịnh con ngựa. Bây giờ biết vịnh bà cụ như thế nào, nhưng đã chót thì phải chết, cũng ứng khẩu và đọc. Dạ, dạ là bà cụ mau như tuyết. Quan gật đầu. Ừ, được đấy. Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp. Dạ, tứ túc cương như thiết. Quan cau mày. Ừ, ý hơi ép, nhưng cũng tạm được. Thôi ngâm tiếp đi xem thế nào. Mừng quá thì anh này đọc một mạch. Dạ là tướng công kỹ bà cụ, bà cụ tẩu như phi quan nghe xong thì giận quá quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông đứng dậy anh ta vừa xoa đít vừa nói dạ, nhất bên trọng nhất bên khinh ạ à. quan nghe nói thế liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân <laughs> trong một cuộc thảo luận gồm bốn nước việt nam nhật Bulgaria và hà lan thì nước nhật khoe nước tôi là có hoa anh đào là đẹp nhất việt nam tiếp đang để lót đít để thôi bungary và hà lan Ê, đúng đúng đến lượt bungary khoe nước tôi có hoa hồng là đẹp nhất việt nam <laughs> đang để lót đít thôi nhật và hà lan thì lại Ê, đúng đúng rồi hà lan lại khoe về nước mình còn nước hà lan chúng tôi thì có hoa tiêu nít là đẹp nhất việt nam lại nói <laughs> đáng để lót ít cho chúng tôi nhật và Bulgaria đúng đúng quá rồi rồi cả ba nước nổi giận quay sang việt nam và hỏi ừ, thế việt nam chúng mày có gì mà nói việt nam thản nhiên trả lời thì có hoa xương rồng xương rồng thì lót là được ít trong lớp học hải quân thiếu úy ra bài tập cho một tân binh phong tỏa bến cảng của thành phố mười phút sau tân binh trở về báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành khá lắm hãy trình bày biện pháp mà cậu đã tiến hành xem nào dạ là thưa thiếu úy rất là đơn giản ạ. À. tôi đặt ở giữa bến cảng một quả thủy lôi rỗng với một điếu xì gà đang cháy ở bên trong <laughs> Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý. Dạ là thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khẳng định bà ấy là một con gà mái ạ. À. Có thế bà nhà bị lâu chưa? Dạ là cũng gần một năm rưỡi này rồi ạ. À. Thế tại sao bây giờ ông mới đến đây? Dạ thì tôi còn chờ xem là bà ấy là có đẻ trứng không đã chứ. <laughs> anh nông dân đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình tay ôm một con lợn to nâng lên cho nó ăn trái táo trên cây rồi lại làm như thế với con thứ hai thứ ba và thứ tư thấy lạ mọi người qua đường lại gần anh chàng và hỏi tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để lợn nó ăn như thế có phải là đỡ mất thời gian không người nông dân ngạc nhiên thời gian á thời gian có ý nghĩa gì với một con lợn chứ hả các bác Khi phát hiện trong cốc bia hơi có một con ruồi, thì người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay là ảo. Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống bàn, trả tiền và ra khỏi quán. Người Anh sẽ mắng nhấc chủ quán chửi bới ẩm ý, đòi cốc khác. Người châu Phi thì ăn con ruồi, sau đó uống bia. Người Trung Quốc thì vứt con ruồi đi và uống bia. Còn người Việt Nam thì uống bia ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cúc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi. Có một cặp đôi uyên ương mới cưới đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở một vùng quê. Thì ông chủ trang trại khá là tốt bụng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến mỗi bữa ăn, ông ta đều ra sân trước để gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ nhắc họ xuống dùng bữa. Bữa sáng nọ, chàng trai thò đầu ra và thả lời không cần ăn sáng. Đến trưa, sau khi người đàn ông gọi, thì anh chàng ở trần thò đầu ra cửa và nói: chúng cháu không cần ăn đâu, chỉ sống bằng quả tình yêu thôi à? Ông chủ trang trại cầu nhau, không ăn không uống thì cũng không sao. Nhưng mà ăn quả tình yêu thì nhớ là đừng có lột vỏ rồi ném xuống sân nha. Sáng nay đến giờ có mấy con vịt của tôi mắc nghẹn vỏ quả tình yêu của chúng mày rồi đấy.